Đêm nay có vẻ cao nguyên vắng lặng quá anh nhỉ. Mình sinh ra và lớn lên từ đất Tây Nguyên này luôn anh hả? À, từ đây luôn. Dạ. Ngày xưa là gọi là Buôn Sách. Tuổi thơ anh như thế nào? Nếu mà kể lại cái chuyện tuổi thơ, nó nhiều cái trắc trở lắm. Tại lúc khoảng chừng 8 đến 9 tuổi mà bố là một trong những người gọi là người chiến chiên, người đánh nhạc cụ này. À. Mà bố là một trong những gọi là một trong hai trong khu vực đó. Đánh chiên rất là giỏi. Mà có cái chủ nhân đó là có một dàn chiên này bị lạc với một thanh, nó không đúng, nó cao quá. Nhưng mà mình cò thì tùy theo loại của nó, nhưng mà cũng có loại của nó không thể gò nó bằng một cái mài, tức là mỗi một cái chiên nó được một cái nốt, có một cái nốt. À. Nhưng mà nó không đồng âm với cho nên nó cao quá. Ừ. Bắt buộc phải bố lại làm một cái mũi tên bằng kim loại mài cái mặt trong cái mặt chiên á, xong bắt đầu lấy cái sáp chiên đó là làm thành cái vòng tay, mà từ đó anh tiếp cận bố lại cho đánh. Cứ như thế, mà ngày xưa họ không phải mua chiên như bây giờ, cả một bộ thôi này. Họ mua từng cái, bởi vì chiên cổ, họ phải mua từng cái một năm hoặc 2-3 năm mới có được một lần. Anh tiếp cận từ cái môi trường âm nhạc là từ cái thầy đó. À, đến năm đất nước chúng ta giải phóng, trưởng ban thanh niên của xã, của thôn tổ chức một cái đội văn nghệ tập hát. Từ đó bắt đầu mình ước gì được như thế nhỉ? Thứ thơ là những ước mơ như vậy. Yeah. Đến năm 1983, lúc đó anh mới bước vào con đường, mình đam mê âm nhạc quá, bước vào con đường nghệ thuật, đi học từ năm 83 đến năm 86, trường văn hóa nghệ thuật ở Đắk Lắk này. Đầu tiên thi vào múa cũng đậu rồi, xong rồi thi guitar cũng đậu rồi, thi vào thanh nhạc. Cô thầy mới nói là Phôn không thể học được thanh nhạc, Phôn không có giọng. Mình đã xác định một điều là cái chỗ này, khi mà đi học trường văn hóa nghệ thuật này về làm phong trào của huyện, chứ không phải để hát hò được, không phải để làm to tát cả. Năn nỉ nhà trường cho phép học trong vòng 3 năm, nếu mà tính ra cũng tương đối khá đấy. Mà trong khi đi thi vào đại học là có một cái trắc trở, một điều là em gái ở nhà, hai đứa con, chồng nó bỏ đi, cầm giấy báo đi học đại học không được rồi, bố mẹ nghèo quá. Thế lúc đó bắt đầu tinh thần nó không còn cái gì nữa, thôi bây giờ về với bố mẹ này, giúp đỡ bố mẹ làm vườn, làm cà phê rồi tất tần tần. Đến năm 90, anh mới thoát ly lại, đến khi hai đứa nhỏ nó lớn rồi. Xong đến năm 95, có một cái cơ hội, tại vì đang học trong trường, cũng nghe tất cả các bài Nguyễn Cường, bài của Linh Nga, rồi bài tất cả các nhạc sĩ rất là nhiều. Mình nghĩ một điều, có cái chỗ chữ ưng bụng, về cái phần hồn nó chưa được, cho nên mình ước gì mình làm một điều này. Ước một lần nữa. Lại ước nữa. Xong bắt đầu đến năm 1992, may mắn là được bên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch mời viết một cái giấy mời dự cái trại sáng tác viết về cho Đắk Lắk. Nên anh viết cái bài đầu tiên là cái bài Chim Ví Bay Về Cội Nguồn. Cái bài này là anh viết về một người bạn. Cái thời điểm đó là có một ông anh ở bên Mỹ, cái thằng này là học dược ở thành phố Hồ Chí Minh nhé. Nó về nó mới nói, nhưng mà tao đi Mỹ thì mày tính sao? Lúc đó mình vẫn nói thật với mày, như bạn bè tao mới nói, mày ở đây mày học tiếng Việt này từ năm lớp 1 cho đến đại học, mày cũng chưa ăn ai, không chỉ mày đi Mỹ. Mày đi Mỹ sao mày nói? Không, cái thằng này là yêu bố mày lắm. Cho nên lúc thì thôi. Chứ lúc đó mình mới chặt nhớ cái thằng này, lấy cái chủ đề học mình viết cho thằng này. Cho nên anh mới lấy cái chủ đề là Chim Ví Bay Về Cội Nguồn. Hay quá. Cái bài này là ca sĩ nhắc được huy chương bạc trong sự nghiệp đầu tiên của chuyên nghiệp. Dạ. Ti da 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 da. Mẹ trồng cây tre gió đưa, mẹ trồng cây tre gió mưa, che nắng mặt trời, che cho con qua đi, con hát say mê à. Chim thi bay ngang qua bầu trời. Chim trống vẫn bay về cội nguồn, bay về vầng trăng soi. Oh,
sân bay về cội nguồn. Chim chi tóc khơ tơ khát na tông lồn. Chim chó tóc khơ tơ khát na sáng ca. Sẽ si tóc tơ râm tóc toam lan. Sẽ si tóc tơ tóc toam lan. Bay về vầng trăng soi, ô hô hô hô, vẫn bay về cội nguồn. Bay về vầng trăng soi, ô hô hô hô, vẫn bay về cội nguồn. À, chính những bài hát của anh đó, nghĩ rằng rất là nhiều người lại muốn trở về quê hương của mình. Đúng, anh à. Từ lúc đó đến bây giờ thì anh sáng tác khoảng bao nhiêu ca khúc rồi anh Yvonne? Nếu mà tính ra từ từ năm 93 đến bây giờ khoảng chừng 25 đến 30 ca khúc. Bởi vì phone viết ấy, khi đủ đậu chín, khi đủ độ cảm xúc tôi mới viết, chứ không phải phone viết theo cái kiểu đại trà. Nó rất là khó cái chỗ này, khi mà bắt được cái mạch cảm xúc ấy, mình mới viết được trong vòng 30 phút thôi xong một bài. Nếu mà anh ấp ủ, dù nó có chủ đã ấp ủ 1 năm đến 2 năm cũng không xong một bài. Đó là thế. Thưa quý vị, đó là một trong những ký ức của anh Yvonne Kassor. Bây giờ đã đêm rồi, bây giờ anh em chúng tôi sẽ uống rượu cần, say thật say trong đêm nay, để sáng mai chúng tôi sẽ đón bình minh. Quý vị chờ nha. À, xin mời đây con. Điều này uống say đấy nha. Say, say thôi. À, cả đêm anh em uống rượu cần với những bài hát về cao nguyên, với những cái ký ức của anh Yvonne Kassor. Chúng tôi mong một buổi sáng thật là bình yên, nhẹ nhàng. Với những cơn mưa này thì tôi nghĩ rằng cái những ký ức của anh Yvonne nó lại càng nhiều hơn nữa, đúng không anh? Trong rừng ở Tây Nguyên này, mỗi khi mưa là đại hội của loài động vật, nhất là con ếch, con nhái này kêu rồi đấy. Cho nên tôi dùng cái từ mà gọi là ngày hội của ếch. Và bây giờ thật ra thời tiết rất là lạnh thưa quý vị. Chúng tôi cảm giác quý hơn bao giờ hết những cái ánh nắng ban mai đấy. Và chúng tôi nhớ đến một bài hát rất là nổi tiếng, rất là ấn tượng của Yvonne Kassor. Đó là bài hát Đi tìm nữ thần mặt trời. Nhắc nhớ là những ký ức đó là từ năm 95 đúng không anh? Từ năm 94. Đến nay là gần coi như là 26 năm rồi. Ý tưởng đâu mà ra cái bài hát Đi tìm nữ thần mặt trời? Người Tây Nguyên họ lấy mạo hệ là người phụ nữ có quyền lực ở đây, người phụ nữ có dòng sữa nuôi chúng ta lớn lên. Liên hệ với trường ca Nam San vẫn có cái nữ thần mặt trời, bởi vì nữ thần mặt trời là tên gọi của một cái hạt thóc non tên là Ri, là hạt thóc non nữ thần mặt trời. Ở đây gọi là Bi, Bia Dạ Dặn Dặn Rùi. Cái đó là cái một cái biểu tượng rất lớn, là người quyền lực. Chỉ hạt thóc non mới có sữa, người đàn bà mới có sữa, chính dòng sữa đó nuôi chúng ta lớn lên. Đấy, tôi mới có một chủ đề lấy đi tìm lời ru nữ thần mặt trời. Nhưng mà tôi rút lại ngắn gọn là đi tìm lời ru mặt trời. Bài nó như thế này. Mình lang thang trên đất này theo dấu chân cha ông từng ngày, một mình qua sông qua núi đồi tìm mặt trời và tìm lời ru ngàn đời. Tôi như con chim lạc bay trên đồi cao, tôi như con thú đi lang thang từ rừng sâu,
tôi như dòng sao khao khát lời tôi như hạt mưa không có lời bài hát ôi mặt trời bài hát tôi một thời cũng nghe để phim nó hát xưa mọi người không ngại ngần lời hát nữ thần mặt trời nữ thần mặt trời của tôi hát xưa mọi người không ngại ngần lời hát nữ thần mặt trời nữ thần mặt trời của tôi tuyệt vời. Cảm ơn Phone Cơ So. Những giai điệu nó cứ thôi thúc mình đi tìm nữ thần mặt trời ha. Và gần như là những giọt mưa bắt đầu nó nhẹ đi ha. Nhẹ đi rồi. Với một cái không gian về ký ức trong những cái cơn mưa thế này. Và những ký ức đó lại tiếp tục tràn về với anh em chúng tôi. Nhạc sĩ Phone Cơ So sẽ cùng với Quỳnh Linh đi đến buôn làng. Hy vọng rằng với những ký ức đó chúng ta có thật nhiều cái cảm xúc quý vị nha. Xin mời Nifon. Hôm nay mình đi vào buôn làng một cái ngày mưa rất phát hoài luôn anh ạ. Đây là buôn gì anh? Buôn co ở thôn. Buôn này là từ xưa xa xưa là cái đầu nguồn của một cái con khe. Cho nên là cái buôn này là nằm trong cái ký ức của anh rất là lớn, nhiều cái kỷ niệm thời còn thơ ấu. Anh ơi, có lẽ rằng đôi chân của anh iPhone Cờ So đã đi khắp buôn làng này biết bao nhiêu năm rồi. Chính những cái chuyến đi như thế, nó có rất nhiều cái cảm xúc đang sáng tác đúng không? Vâng, đúng rồi. Linh nhớ một bài rất là quen và mọi người rất là thích bài này, đó là Đôi Chân Trần. Cái bài đó sáng tác năm 1995. Cảm xúc cái bài này là có một cái chuyến đi huyện Rộng Na cùng với nghệ sĩ Nhiên Imoan, cùng với ca sĩ Y Dắt. Một chuyến đi lúc 4 giờ chiều khi quay về lại gặp một cái ông già đang đi trên đường mùa dọn rẫy vào tháng 4. Con thấy khắc khổ là nhìn cái đôi chân trần của ông, mà thấy khắc khổ và dị thương. Chợt nhớ bố mình ở nhà, bố mình ở nhà đâu có khác gì đâu. Cái đám già nữa. Và đó là cảm xúc khi mà đôi chân trần ra đời đúng không? Này, đi. Đôi chân trần như thế này ha. Đây chân này. Đi. Ai da lạnh quá. Bây giờ thì anh có thể chia sẻ những ký ức với khán giả trong chương trình du hành. Ký ức đó là Đôi Chân Trần. Trong cái ca khúc của bài Đôi Chân Trần này, Yvonne có một cái cảm xúc. Cái thời điểm ngày xưa lại không có máy móc viết bằng tay, mà Yvonne lấy cái giấy với bút với cái đàn mới viết một câu: tôi muốn quên đi tháng với ngày. Tự nhiên nó rơi nước mắt. Đầu tiên là có cái câu: tôi muốn con đi tháng với ngày, cha đi lượm quả ngọt rừng cho con ngủ qua đêm. Đầu rơi nước mắt bỏ để ra ngoài. Tiếp tục một câu nữa: tôi muốn quên đi tháng với ngày, cha đi lượm từng hạt tóc cho con một bữa cơm chiều. Càng đau nữa, càng rơi nước mắt. Ba lần rơi nước mắt đến câu chào. Đến sáng hôm sau bắt đầu nghệ sĩ ưu tú Mỹ Thanh bị đầu múa. Và mới nói: ôi con hôm qua có một cái nghe hay nhỉ. Trong sáng hôm đó là có Nguyễn Cường, có cái Củ Lân, rồi có Imoan, rồi hát cho Nguyễn Cường nghe cái bài này. Rồi Imoan mới xin, nhưng mà thế về chú ơi, cho anh hát bài này nhé. Mình nghĩ là cái bài này viết giữa mình với người bố thôi, không có một cái liên quan gì đến ai. Trong cái đầu óc của mình không suy nghĩ về chuyện đấy, mình tự viết cho mình tự hát thôi, ý là như thế. Nhưng mà Imoan hát cái nó có cái sự lan tỏa, cái độ ảnh hưởng rất lớn. Và nhiều người nhầm lẫn đó là sáng tác của Imoan, bởi vì đầu tiên thì Imoan hát bài này, ai cũng nhầm lẫn cái đó. Nhưng mà sau cuối cùng, tôi nghĩ cái bài này là cả một cái chặng đường đời của mình. Càng hát, tất cả ca từ càng thay đổi,
Đầu tiên là dùng cái từ đôi vai gầy, cảm giác nó có một gì đó nó hấp hối rồi. Thay lại đôi tay gầy, nó có cái trên lưng gộ nắng gầy. Mấy cái ca từ đó là tôi xuất phát từ cái hình tượng nhìn thấy bố mẹ mình ngày xưa. Cho nên ai cũng góp ý rất là nhiều, góp ý về cái về mặt ca từ, nhưng mà còn không phân minh nữa. Còn hai là cái thời thơ ấu đó, một cái nỗi vất vả, cái khổ cực trong cuộc sống, cái môi sinh. Nhiều lúc phone muốn bỏ nghề, sau đó nghỉ đi nghỉ lại không bỏ rồi. Bởi vì âm nhạc nó tạo cho mình trong cái máu rồi. Mình viết để con cháu sau này biết được đã vất vả, đã khổ cực, đã nghèo như thế. Tôi viết đầu tiên trong năm học cái hệ trung cấp thanh nhạc của trường Văn hóa Nghệ thuật là có thầy Tạ Tấn này, thầy Đinh Quang Hợp này, cả Trương Ngọc Ninh nữa. Là Nguyễn Cường, anh viết cái bài đó Hát Ru Mù Lúa Chín bằng tiếng nghe đây, năm 1982 đoàn ca múa Đắk Lắk lấy cái bài đó đi thi ca múa nhạc chuyên nghiệp mà cũng được huy chương vàng. Nhưng mình gừng nói một câu là đời mày chỉ duy nhất một bài này thôi. Mình gừng nói câu đó mình còn nhớ đến bây giờ, mình càng vươn lên. Thế nên từ đó con viết Chim Hiếu Bay Về Cội Nguồn, đến năm 94 là Đi Tìm Lời Ru Mặt Trời, đến 95 Đôi Chân Trần, đến 96 Tặc Tà Đêm Trăng, Hai Dòng Sông, Hoang Sơ Kể Khan. Thời gian gần đây cũng một số bài. Nhưng mà tại sao một khoảng thời gian anh lại không đi hát nữa? Có điều gì làm anh buồn? Nói chung thì cái sự dằn vặt trong cuộc sống nó rất là nhiều điều. Cơm áo gạo tiền, vợ con rồi gia đình rồi gánh vác rất là nhiều điều. Thời điểm đó là iPhone là thích mơ mộng là đi học đại học sáng tác cơ, nhưng mà không có điều kiện. Lúc đó mình mới buồn, thôi nếu mà không học được sáng tác thì thôi bỏ nghề đi, về nhà đi làm dãy cho nó chắc. Thì lúc đó ai giúp anh trở lại với âm nhạc? Nói chung là đầu tiên là cái bản năng của mình đã. Ngoài ra cô Lê Nga là một người mẹ thứ hai, thì dìu dắt từ cái học thanh nhạc bước vào con đường nghệ thuật. Đến khi chuẩn bị đi học đại học, vẫn có tiếng nói của cô Lê Nga gửi qua trường đại học quân đội. Cô Lê Nga là một trong những người hỗ trợ động viên rất lớn trong lĩnh vực hoạt động nghệ thuật. Nãy giờ thì Phong kể rất là nhiều thầy cô, và chúng ta sẽ mời một cô giáo đến đây để chia sẻ với anh trong cái cảm xúc này. Biết đâu ở sự gặp gỡ này anh lại có một cái cảm xúc để viết. Ôi, ai đây? À cô à? Chào cô. Đây là cô Nga. Đây là người mẹ thứ hai trong nghệ thuật. Con người thật cô ạ. Cô thấy những cái năng lượng tích cực gì từ iPhone? Nó giống như là sóng, có lúc thì nó lên rất là cao nhưng mà có lúc thì nó chìm xuống. Nó chìm xuống luôn, mất luôn. Cô Nga đi theo dỗ mấy. Cô là một trong những người gọi là động viên đằng sau lưng rất lớn. Có bao giờ trong những cái đó mà iPhone rơi nước mắt trong tuyệt vọng không? Có chứ. Có hả? Nhiều lần chứ không, nhiều phải, lần là... Chứ không phải là một lần là ít đâu. Cuộc đời iPhone thì tương đối vất vả, thăng trầm nhiều lắm. Hai cô trò là hiểu nhau. Hiểu nhau từ lúc là Phone là học sinh thanh nhạc của mình ở dưới trường ấy. Phone đầu tiên là thiếu tự tin, khi vào trường là thiếu tự tin. Có lẽ cho là nhan sắc của mình không quá. Cho nên là thiếu tự tin, mặc dù là có một cái giọng hát rất là đẹp. Yeah. Trong quá trình giảng dạy thì làm việc với nhau thì động viên tốt. Để cái kết quả đạt được của cái cuối năm học là rất là tốt. Và chính cái tình thương cô Nga dành cho iPhone đó đã vực dậy cái niềm tin và giúp cho iPhone có động lực để có thể vượt qua những cái vất vả, khó khăn, thậm chí những lúc gần như là tuyệt vọng. Thương iPhone cho yeah. Nên là khi mà iPhone ra trường không tìm được việc làm thì cố gắng là bằng cái mối quan hệ của mình đó để giải quyết được việc làm cho iPhone. Rồi khi mà iPhone bắt đầu sáng tác thì làm thế nào để iPhone tự tin ở mình hơn nữa. Rồi iPhone đi học ở trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thì do cái hoàn cảnh gia đình nó hơi khó khăn ấy. Nhiều lúc là Phone muốn bỏ, cô Nga thì không cho Phone bỏ. Trong cái thời gian mà tưởng như tuyệt vọng, không vực dậy nổi, mình nghĩ một điều, nhìn lên thì mình không bằng ai, nhưng mình xuống, mình vượt hơn mọi người kia, tự bản thân tự tin vào một cái điều gì đó, thời gian nó sẽ trả lời. Thứ nhất, tin vào cái sức khỏe, còn thứ hai, tin vào bạn bè.
Thứ ba, tin vào tất cả bậc thầy cô và những người đi trước. Cái đó là cái niềm tin của anh lớn nhất. Mọi sự thật, đến năm 2004, bước vào con đường đi học đại học, mình nghĩ là 44 tuổi mới bước về đi học đại học, cả một vấn đề. Mà vẫn đi học, hai đứa nhỏ với ba mẹ con ở đây chơi vơi, chưa quen biết ai. Mình cũng phải cố gắng. Phải nói xa hơn một chút là cái buôn của Phone á. Có rất nhiều những cái bạn trẻ có năng khiếu nghệ thuật mà mình đã đưa đi học. Nào là đi học trường múa Việt Nam, nào là trường văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk, trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội. Thế nhưng mà các bạn về là các bạn bỏ. Trong cái âm nhạc ED của mình ấy, thì từ trước đến giờ là chỉ có một vài người thôi. Đi anh Isonie này, rồi mình này. Cho nên khi mà Phone viết được những cái bài hát đầu tiên thì cảm thấy là trân quý lắm. Làm thế nào để cho Phone tiếp tục cái con đường ấy, thậm chí là phải đi tác động lên tỉnh để đưa vợ Phone từ dưới huyện về trên tỉnh này để Phone yên tâm mà đi học và đi làm. Gia đình của mình nó không ổn định thì cái công việc của mình làm sao mà có thể sáng tạo được. Mà thực ra là tụi mình như hạt gạo trên sàng ấy, ít lắm. Rất ít. Cho nên mình không muốn để cho Phone phải phí bỏ cái tài năng của mình. Nhưng mà cái thời gian mà bạn ở trong rẫy thì cũng có những cái điều, tức là bạn ấy tiếp xúc với người dân, rồi bạn tiếp xúc với rừng cây, bạn tiếp xúc với suối thì nó cũng tạo nên một cái cảm hứng để cái khi mà bạn ổn định được rồi thì bạn có cái sức để mà sáng tạo. Nhưng mà nói chung là sự nỗ lực của Phone này nó chính là nhờ tình thương của cô, nhờ tình thương của mọi người, mọi người là tình thương của khán giả nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Hôm nay rất là cảm ơn cô Nga rất là nhiều. Dành thời gian để có thể chia sẻ với con học trò này. Thế có một cái câu của chỗ này mà muốn nói cho các em, các cháu lớp trẻ, khi mà gọi là muốn tuyệt vọng rồi nhưng mà mình tạo cho mình cái năng lượng, đó là cái tầm nhìn. Hai, phải nghe lời thầy, lời cô, bạn bè, quần chúng vân 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 vân. Nếu mà cảm nhận cái điều đó là mình sẽ làm được rất là nhiều việc. Thưa quý vị, đó là một sự chia sẻ rất là thật của một con người đã từng trải có những lúc gần như tuyệt vọng, nhưng đến ngày hôm nay nụ cười đã nở lại như hoa. Đó chính là một cái tình thương từ người cô của mình và tình thương của khán giả. Hôm nay thì iPhone sẽ có món quà từ ngày hôm nay với khán giả, đó là một bài hát được lan tỏa rất là nhiều, Đôi Chân Trần. Quên đi tháng với ngày, cha đi lượm quả ngọt rừng cho con ngủ qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần, cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Ô ngày tháng đôi vai gầy run run tựa vào hàng cây. Ô thời gian hãy quên đi đôi chân gồng ghênh, cha đi giữa rừng hoang vu, lưng cha cội nắng cây, ôi tóc bạc tựa đắng son, cả một đời và cả cuộc đời đôi chân trần. Tôi muốn quên đi tháng với ngày, cha đi lượm quả ngọt rừng cho con ngủ qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần,
cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Ôi ngày tháng đôi vai cây run run tựa vào hàng cây. Đôi chân gồng ghềnh ta đi giữa rừng hoang vu, lưng cha cội nắng cây, ôi tóc bạc tựa trăng soi, cả một đời và cả cuộc đời đôi chân trần, cả một đời và cả cuộc đời đôi chân. Cảm ơn Yphone rất là nhiều. Yphone Cờ So đã trải qua nắng mưa, cái gió, cái giông, đã đổ mồ hôi, đã rơi nước mắt, thậm chí cả máu mình trong đó. Và ở đó có tình thương của cô Nga, có tình thương của khán giả, của bạn bè, của người thân, nó sẽ xóa đi tất cả những cái giông bão đó, những cái vất vả đó, những khó khăn đó, nó tạo thành những cái tác phẩm tuyệt vời thế này, nó truyền cảm hứng cho tất cả mọi người bằng những giai điệu âm nhạc của Yphone Cờ So. Cảm ơn Yphone Cờ So rất là nhiều. Cảm ơn Đại Ngàn này, cảm ơn những con người tuyệt vời đã tạo nên những tác phẩm và tạo nên những người nhạc sĩ, ca sĩ tài hoa. Cảm ơn Yphone Cờ So đã đưa Quỳnh Linh đi hết từ những cái cung bậc cảm xúc này đến những cung bậc cảm xúc khác để hiểu hơn về những ký ức của Yphone Cờ So. Nó không đơn giản chút xíu nào để chúng ta có một cái tác phẩm giá trị đến bây giờ. Nó không đơn giản là những bài hát và ở đó nó mang những giá trị cốt lõi của tình yêu thương của con người với nhau. Cảm ơn cuộc đời cảm ơn cuộc cho đời. Chúng tôi tiếng hát. Cảm ơn cô Nga nhiều lắm nha.